Xin chào các bác, em xin giới thiệu một chút, em là Đức Thành Ô Tô. Em chuyên mua bán các dòng ô tô đã qua sử dụng, xe pháp lý rõ ràng, không đâm đụng gặp nước, giá cả hợp lý là em mua thôi ạ. Rồi, chiếc xe trong hình của em là chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0e, sản xuất năm 2018. Chiếc xe này của em là biển thành phố. Biển thành phố thì khi sang tên Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu tiền lệ phí cấp biển. Không mất 20 triệu đâu ạ, một lợi thế đấy ạ. Đây là hệ thống đèn chiếu sáng của xe. Đèn đi các bác nhá, khá là sáng. Ngay cả phiên bản 2.0e là bản tiêu chuẩn, phiên bản dễ tiếp cận nhất của Camry, đã được trang bị đèn định vị ban ngày rồi. Mâm đa chấu, các bác nhìn thấy không ạ? Mâm đa chấu còn rất là mới. Van biến thiên này, VVTi của Toyota. Camry rất là trường xe. Nhìn vuông vắn rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Cốp của Camry thì chắc không phải bàn nhiều nữa, thực sự cực kỳ rộng luôn ạ. Rất là rộng. Chiếc xe của em thì sử dụng ghế da có màu kem, rất là sang, thực sự rất là sang và sáng xe. Độ rộng của hàng ghế sau thì Camry sẽ rộng nhất phân khúc. Hàng ghế sau thì được trang bị cửa gió điều hòa, nên là mùa hè này các bác sẽ không sợ bị nóng nữa đâu. Còn mới lắm các bác. Các bác nhìn đẹp không? Màu kem. Ghế lái được trang bị ghế điện. Ngay cả phiên bản thấp nhất của Camry thì cũng đã được trang bị chìa khóa thông minh rồi. Đè nổ bằng nút ấn Start Stop Engine này. Cảm biến. Kính chỉnh điện, lên kính. Còn rất là mới đấy ạ. Chiếc xe của em thì sản xuất năm 2018 thì xe đã chạy được 5,6 vạn km rồi. 5,6 vạn km 3 năm cũng không phải là ít nhưng mà cũng không phải là quá nhiều. Em thấy là hợp lý. Chạy vừa đủ. Xe thì được trang bị rèm chiên nằm phía sau này, cân bằng điện tử này. Khá là đầy đủ. Đặc biệt của một chiếc Camry ở Việt Nam mình thì bền bỉ, tiết kiệm, rộng rãi, sang trọng. Rất là phù hợp với lại nhiều tầng lớp đúng không ạ? Rồi, em xin phép giới thiệu nhanh một chút nhá. Rồi, em có chiếc Toyota Camry bản 2.0e sản xuất năm 2018. Tên cá nhân biển thành phố. Em nhắc lại một chút là biển thành phố thì khi sang tên Hà Nội các bác sẽ không mất 20 triệu tiền lệ phí cấp biển. Cũng là một lợi thế đấy ạ. Chiếc xe của em chạy 5,6 vạn km. Em đang chào bán chiếc xe với giá là 845 triệu. Giá cả thì em còn linh hoạt được một chút nữa. Thế nên là các bác quan tâm xe có thể alo số điện thoại trên màn hình của em. Tất cả các xe em bán ra thì em đều có cam kết chất lượng xe trên văn bản. Xe không đâm đụng, ngập nước. Xe không tranh chấp, xe không phạt nguội. Ngoài ra thì các bác còn được mang xe đi check hãng nữa. Thế nên là không ngại đâu ạ. Rồi, em xin cảm ơn.